Hi, Điền Lanh với anh xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay đúng là một ngày đại chiến trong lịch sử từ trước tới nay đối với nghề điện lạnh của mình. Thật là mệt mỏi các bạn. Từ Bình Chánh chạy về quận 8, từ quận 8 đi về quận 4. Thật là kinh khủng. Ba máy giặt, bốn máy giặt chứ, bốn máy giặt, gần mấy cái máy giặt máy lạnh, nhưng mà mình làm không kịp, mình chỉ làm được ba cái máy lạnh. Một ngày phải nói với mình thật là tuyệt vời. Hôm nay rất tiếc hôm nay không có đại đi phụ, vì hôm nay đại nó bận công việc cho nên một mình tự đi chiến luôn. Sinh ngày càng nhanh hơn, nhưng đi theo đó là chất lượng vẫn còn đảm bảo như trước nha các bạn, không có gì thay đổi nha. Chẳng qua là tốc độ làm việc của mình nhanh hơn ngày trước nhiều. Đây là đại khái mình quay cho các bạn xem cái công việc hôm nay. Về xin mới thì nhiều quá, có mình cũng hơi đuối cho nên quay một cái vài cái video đặc trưng của vệ sinh thôi, đắm đuối luôn các bạn. Mong rằng các bạn xem được video này thì các bạn có thể hiểu được nhiều hơn về dịch vụ Duy Anh, một dịch vụ hoàn toàn được mọi người bà con cô bác đằng xa tin dùng, một dịch vụ chuyên cần, một dịch vụ đáng tin cậy cho mọi nhà. Các bạn nào có xem video thì nhớ ủng hộ kênh và tả like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh cho mình.